dọc dọc đây toàn là dân cầu hến luôn. Ngang cái này là người ta lặn. Người ta lặn xuống người ta ấy hến. Người ta lặn sâu ở dưới luôn. Người ta đi ở dưới đá sông người ta cào. Ta mang mặt nạ với cái ống hơi người ta lặn ở dưới đáy người ta cào ở dưới. Xong rồi bộ có nhiều quá sao thấy nhiều người làm. Sau khi ông làm mất tiêu rồi. Năm nay coi như không có lũ rồi. Mùa này mà chả thấy đâu hết. Hôm nay là qua năm rồi. Kể như hạn dài dài vậy đó. Đây là tới chợ Tân Tiến. Đây là chợ Tân Tiến mà vẫn ngoài à. Giờ này chắc là dẹp hết rồi. Không thấy quên, không thấy cái này phải mua cái dù rồi. Như vậy dạ. Chợ cá năm nay tiêu nhiều quá. Không có nước, không thấy cá, không có gì hết. Trên đây con cá chỉ có 7.000, anh đi xin con cái đi. Con có bự con rồi. Không, tại không có bự. Ai con đi, con này có 27.000 đi xin. Nhiêu con này nhiêu? Dạ, con cá này 32.000 đồng. Mới là tiền tôi lên trả chứ này tôi gặp bác sĩ rồi đó, khỏi lo. Nhớ không? Có gì đó chị trẻ không? Cá nuôi không? Không có cá đồng. Nè cây cà na nè. Trái cà na nè. Quả trái luôn nè. Xa xa một
giặt áo, giặt bao ngày dòng bão cho dòng nước cuốn trôi. Như đời sóng lớn, đời mẹ nhiều cay đắng, cuộc đời như mưa nắng. Anh thơ
dòng sông trôi vắng lặng, chợt nhớ thời xa xưa. Một buổi chiều cuối năm, mẹ ra sông giặt áo, giặt bao ngày dòng bão cho dòng nước cuốn trôi. Như đời sông lỡ bồi, đời mẹ nhiều cay đắng, cuộc đời như mưa nắng. Chơi vơi